Ôi. Và mình đã chính thức rớt xuống âm phủ. Không biết nên vui hay nên buồn. Nào, đây mình dưới đây có nước nữa nè. Có dòng sông, nó chính xác là dòng sông The River Styx. À, nếu mà mình không nhầm thì theo thần thoại Hy Lạp, dòng sông Styx hay gì đó đẩy các linh hồn về địa ngục hay sao đấy. Và xui là mình đang bơi chung cái bọn này. Tránh ra coi. Tránh ra cái gì đây. Ôi, quánh bọn này nó tăng mana lại. Ôi sao cái thanh máu mình còn có chút xíu vậy. À đúng rồi, hồi nãy bị hình như bị hút hết năng lượng, hết máu rồi, hút hết tùm lum luôn. Bơi mà cũng giành đường nữa, what the fuck nè. Hồi đạp nó một hồi cũng tăng máu, tăng điểm quá trời nè. Phê rồi phê, có vẻ không được khỏe cho lắm thì phải. Trời, coi tụi nó kìa. Xác hay gì rơi lên bên là bên, rơi từ trên cao đó xuống à. Ôi, vãi thiệt. Ô, ngục của Hades. Và chào mừng các bạn đến với âm phủ. We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena. I have missed you, Spartan. I don't. My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truth where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. The Blades of Exile. Athena vừa mới tặng cho mình một cái kiếm, nó tên là Exile. Thì rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ dùng cái kiếm này để mình đánh tụi nó. Tại vì nói chung quy ra thì đây cũng là một cái kiếm duy nhất mà có lẽ hiện tại là mình chỉ dùng được một cái kiếm này thôi. Quá đẹp. Nhảy một cú qua xem bên đây. Theo mình biết nãy giờ thì có lẽ như cái cục đỏ này chính là cái điểm mà các bạn dùng để tăng sức mạnh cho vũ khí. Đây, chính là cái này đây. Power up. Thì mình coi cái đã. Bấm L1 rồi 1. Thì hiện tại mình đang có cái kiếm này và có 36 điểm màu đỏ. Mấy cái khác thì hiện tại chắc mình chưa có. Chấm hỏi hết. Nhưng mà có nghĩa là chắc chơi hết game nó cũng sẽ unlock sớm thôi. Và nếu các bạn nào coi liên tục thì các bạn sẽ có thể thấy trong những tập sau mình có thể unlock sẽ những được cái vũ khí khác mạnh hơn chẳng hạn. The Blades of Exile mình cần phải có khoảng 3964 cục nữa.
thì mới lên cấp vũ khí tăng đam hay gì đó. Ôi, quánh cũng ảo đó nè. Cứ mở rương hết coi thử xem sao. Ôi, xin lỗi các bạn, mình bấm nhầm R2. Đây, được một cái con mắt Gordon. Dùng kiếm được hai con nữa, chúng ta sẽ tăng cái lượng máu của mình, cái lượng máu mà toàn bộ của bản thân. Ok, giờ đi đâu ta? Hết đường rồi, cái khúc này hết đường rồi. Nghe chắc ở đây. Nó lâu cái game này nó giống như một kiểu dạng giải đố, mà nó rất là đánh đố người chơi bằng cách chỉ gợi ý cho mình bằng những cái đường đi mà có sẵn và nhìn nó giống như một cái đường đi. Nó thêm cái đen là vậy. Rồi. Mấy cái chiều này đã quá. Rồi con nó xác nhập dằn tùm lum. Đúng là địa ngục có khác. Cái gì cũng ghê và lờ ra. Thậm chí mấy mốt có người đợi man go to hell. Hoặc là ném mình xuống địa ngục đi. Và sau khi quay game mà mình phải thấy tao đã từng tới địa ngục và nơi đó có chẳng có cái béo gì hết. Ôi, hết hồn, tưởng bị té chứ. Ôi, vừa mới nhắc. Lâu lâu mình còn nhầm lẫn cái nút R1. Thì các bạn nhảy thì các bạn phải giữ nó luôn thì nó mới bay. Đó à. Buộc luôn, này mà sao nó cây. Nó cây. Sao nó cây như chắc là máu. Đù. Thoát đường rồi. Did you miss me? Ôi, gây và lờ. Tại sao tao phải nhớ mày? Army of Sparta. Ok. Hình như cái chiêu đó là chiêu hồi nãy. Ôi, vậy nào một đống luôn. Boom shot bar. Cái chiêu này ngon quá nhưng mà đánh thật có vẻ hơn như là chẳng sao đâu ra. Ôi, cái chiêu này ngon chứ. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Chỉnh ra bố ra. Quýnh ra bố ra. Tôi hậu như trò này chơi không bao giờ mất máu nha. Có khi mình đánh quá pro hay là con bên kia nó quá gà. Thôi thì cứ lâu lâu tự xứ một bữa đi. Đánh có vẻ hơi ảo. Này, chỉ như nó gợi ý cho mình là phải lên cái sợi dây này thì phải. Nhưng mà lên nó bằng cái nào. À này đưa nè. Qua cái nhẹ, nhanh nào, bấm X. Ôi, cái gì đây? What the fuck? Đang đi mà cũng bị chặn đầu, phải đạp vô mặt á. Ôi, thằng này. Má, rớt dây luôn. Đạp đi bọn này cho nhanh. Nữa. Đánh đâu. Mấy mày. Đánh đứa khác đi. Tránh sao ra. Còn thằng này sau dí theo mới ác chứ. Quánh hụt quá cha nội. Quánh, ôi nó kéo mình kìa. Ôi, chỉnh bỏ tao ra. Ôi, thôi để mình đi luôn, quánh mệt quá. Mấy con này, bây đây, ê nữa nè. Mày cầm kiếm gì ghê vậy? Nó chèo một tay, xong rồi một tay nó cầm kiếm mới ác chứ. Cái gì nữa, quánh tao, quánh vào sau lưng, nó chiến sĩ gì kìa vậy? Đâm sau lưng chiến sĩ không à. Thôi thiệt, bấm R1, ok. Đợi thằng kia xuống ngủ quốc luôn, để mình ăn cái này. Màu trắng là cái gì mình vẫn không hiểu. À, hình như màu trắng là nó vừa có màu đỏ, màu xanh. Có nghĩa là chắc là mình ăn một lần hai cắn luôn. Rồi cái cây này mình dựng ở ngoài là đứt đầu rồi đó. Nó dựng, nó chọi đúng kinh dị luôn. Ôi trời. Ủa sao nãy mới mà xanh dương giờ chuyển sang màu xanh lá rồi. Này là gì đây? Chắc đi hướng này nha. Đúng rồi. Bấm lần một lần một. Ôi, nguyên bầy đợi sẵn luôn. Ôi, phải đợi, con gì vậy? Né, mấy cái đầu người. Đầu người, mình rắn, what the fuck man. Tránh sao ra. Con này, cái thể là đứa gì vậy? Ôi, một phát đi hết nè. Mày thì đầu người, mình rắn. Tóc mình bá dơ, dễ sợ. Ui, có thằng uống nữa rồi. Vô vậy. Ờ, nó chết rồi.
Ở đây ổn ổn. Chết mẹ, nó chết rồi. Mình chưa chưa kịp bấm O là nó. Ôi nó ra nữa rồi, what the fuck. Tôi nhây quá vậy, nhây với mày. Nhây. Này nhây với bố nè. Sure. Đây đây phải, mình nghĩ là mình phải hạ tiêu bằng hả? Thủ tiêu nó bằng cái nút O này. Từ từ để mình giết. Bây giờ đi đâu hả mẹ? Đầu luôn. Đầu như người tôm. Ui cái gì vậy gái. Oh. Oh. Oh, hình như con này là cái gì á? Medusa. Cửa mở rồi nè. Có khả năng đóng băng mọi thứ. Nhưng tiếng hình như mình xài được một đôi lúc rồi. Người nãy nó vừa mới spawn thêm con vậy đói. Nó sao lắm mê đưa sáng như vậy. Mở cửa ra. Nè làm sao mình chặt được God of War đây. Hai kiếm nhìn quá ngầu. Ôi ôi, còn mém mém chết. Ủa, dưới này bị. Dưới này không có sâu, mình nhảy xuống mà mình vẫn còn giống nhảy lên là boss. Like a boss. Lát quay lại. Lost a boy. Để họ power up cây nhẹ. Ôi, được nửa cây. Có vẻ nhiều. Không mà nói chung thì có cờ hơn không. Đâu, để coi. Cái đường này có vẻ như nó chặn rồi. The path is covered bramble. Không có cách nào đi qua chỗ này ngay bây giờ. You. Nhưng mà làm sao đi qua nó một lát sau. Mình vẫn chưa hiểu cho lắm. Để ăn cái này kìa. Bra. Gì đây? Có con gì đây? Oh what the fuck man. Oh what the fuck, nó thổi ra lửa. Oh what the. Nó thổi ra lửa mình mất máu. Không chiếm được luôn. Không có cách nào hết vậy. Giờ đi hướng nào ta? Nó thật là mình không rành cái hướng đi ra lắm. Và thật sự cũng chưa chơi bao giờ cho nên không biết nên đi hướng nào. Mình nghĩ chắc là nên đây có chỗ lên thì phải. Đâu rồi ta, để tìm hiểu coi. I have suffered enough, Spartan. Hades, he sentenced me to this eternal torture. My prison of tinder. But now that you are here, you can free me. All I have left is my bow. Please, free me. Và nếu mà mình giải cứu nó sẽ là của mình. Bố mày, mày đưa cái cung ra tao giải cứu mày cho. Tự giải cứu bản thân đi mày. Tao không có thời gian nha. Giờ đi đâu ơi? Chắc lên đây nhỉ? La 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 la. Đây, lên đây. Đúng rồi. Sau một hồi suy tư cuối cùng cũng đã hiểu ra cái vấn đề là mình tìm hoài không có đường đi. Và bây giờ má thông minh thiệt. Mình nghĩ là mình phải đẩy cục nó xuống đây. Nên mình lên lại cái đã. Ui, má hụt quậy trời. Xin lỗi các bạn, mình mới chơi trò này lần đầu tiên và như nãy giờ mình cũng nói rồi. Cái gì vậy trời? Thật sự là nhiều lúc rất là khoai. Nhiều lúc mình chơi sẽ nó hơi kỳ kỳ mà nó cũng không có chuyên nghiệp cho lắm. Tại vì chuyên môn của mình không phải là cái trò này. Xuống đi. Bấm rồi bộ mình nè. Sao ta? Hình như mình bấm lộn, bấm tiếp không à. Đây, đúng rồi. Bưng cái cục này lại thì hình như là cái con đó. Đúng rồi nè. Đã đạp cho nó nhanh nè. Đây. Để đằng đây cho đạp một cái nè. Để xưa một cái đã. Đây. Hình như bấm ít phải không ta? Để ra đây cho anh đạp cho nó chuẩn nè. Vô mày. Oh. À, mình có thể bay lên nhưng mà trên kia nó đóng rồi. Đây, đúng rồi. Khúc kia nó đóng rồi. Hình như là hồi nãy mình leo lên cái đèn ở đây thì mình đứng một hồi lâu nó sẽ
mở cái cửa đằng này ra. Có lẽ mình phải mở nhanh. Chính xác là vậy. Để được. Nói quá chuẩn nhưng mà phải làm cho nhanh thì phải. Mình đang cố gắng chạy hết nhanh hết sức có thể. That was too close. Im mẹ mày đi. Mày đang cứu mày đó. Bạn này qua là sao tao tới cứu. Có khi nào mà mình vô một hồi cho nó kẹt cũng trong đây luôn không ta? Ủa nó mở rồi, nó mở rồi. Ôi ôi nhanh 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 nhanh. Ôi giời. Holy fuck man. Ôi cửa lên luôn rồi nè. Để mình hạ cái con này cái đã. Con này quái thú gì đây? Keep that speed away. Ôi vừa mới tự chiêu cái nói ăn hành luôn. On nè X nè. Đấy. À thì ra là cưỡi. Ôi tránh xa bố ra. Bố khả năng khèo ra lửa. Tránh xa bố ra. Bây giờ đấy, cái gì vậy? Ôi con này OB quá. Đấy, con này có vẻ hơi ảo đó. Rồi tiếp nào. Sao khèo lửa vô đây cái gì? Ôi chết mẹ. Đấy mình tưởng nó khè vô cái cây thôi, ai ngờ chết luôn rồi này. Sorry man, ta không có ý. Chết đi. Ủa nó chặt một lần ba cái đầu luôn. Đúng là vậy, kiểu như mình mà chặt thiếu một cái là chắc nó một cái đầu khác. Bow of Apollo. À cái thằng này là thần Apollo thì phải. Và thật sự mình không biết Apollo là thằng nào. Ôi kìa, nó bắn lửa thế. Ôi kìa, nó bắn à. Châu. Ủa nó unlock của trophy luôn nè. Ôi trời, đánh xa bố ra. Ây da. Nói chung thì trước sau thì cũng phải chơi lại đồ cũ. Để mà nó lock đây, Bow of Apollo. Để nâng điểm cái này ra. Bây giờ vẫn chưa lên được cấp nữa nè. Ôi, nó bắn cung nè. Bắn nè. Ôi. Cái cung có vẻ hơi OB nhưng mà, à đúng rồi. Thôi. Hình như cái màu vàng là của cung đó. Mình hết màu vàng là tức là mình sẽ không bắn cung được nữa, mình phải đợi hồi lại. Sao đây? À có lẽ nó kêu mình phải ra chỗ cái hướng này hồi nãy lại. Hết chưa nhỉ? Sao đây? Bấm gì đây? Bấm L2 rồi bấm đè nút vuông. Đù. Bắn ra lửa luôn. Đù. Kinh nhỉ? Kinh nhờ. Đù, anh thích cái cây này đó. Nhưng vấn đề là có dùng hay không thôi. Xuống tới ngục của Hades luôn. Ngồi đi mà làm cái gì vậy? Ăn máu cái nhẹ nè. Ây da. Cái cảm giác mà mỗi lần mình hất nó lên á, rất là affe. Là boss. Cái này chắc phải bấm như cái hồi nãy nữa thôi. Mình nghĩ là vậy. Lọc cái này cho ta. Hầu như mấy cái nốt này không có gì đặc biệt hết nhỉ. Lúc cuộc là quanh đây có ai không ta, nhưng mà có một cái đường đi khác nè. Ôi tụi bay đang cầu lại cái gì vậy? Ôi coi kìa. What the fuck man? Thể loại gì vậy? Batman hả? Này là thể loại dê quạ gì nè. Ôi chứ cái bạn dê, chim đà điểu hay chứ. Chờ hồi cho nó lầm luôn, chim hay gì mà cũng chả biết. Người ta không giống chim, cũng không giống dê nữa mà không có thể loại gì. Bỏ cái này. Đùa với bố nè. Đùa bắt khủng lắm. Rồi. Đùa với bố. Ôi cái thằng này nó đu mấy con này. Là boss. Kiểu như bắt mấy con này là đu lên cái. Rồi thảy nó xuống. Quá ngầu. Ôi. Má thằng này tội nhỉ. Đang cầu nguyện mà bị đâm một phát. Nhìn đúng bựa luôn. Ôi mình đánh là boss. Đi đâu hả? Nằm xuống. Ôi nó chữ xuống nó kìa. Mày nghĩ mày đi đâu?
Nghĩ sao vậy hả? Ôi chết luôn rồi nè. Thoáng rồi. Không mất một giọt máu luôn. Giờ đâu vậy? Chắc đi hướng này á. Hướng này đi được. Đéo. May cái khúc này nãy giờ mình chết cũng phải 3-4 lần gì đó. Có lẽ là mình sẽ cắt. Ok, mình nghĩ là chắc mình phải xuống đây. Ôi, mém nó mà hụt. Hụt một cái nữa chơi lại nữa là thôi luôn á. Ui. Ôi, mình nhảy mấy cái pha ảo ảo thiệt chứ. Thằng này nhảy cứ như cascader á. Ui, bắt đầu đúng đầu tim luôn á. Nhiều lúc mình cũng không biết đường đi như thế nào. Cầm cái tay cầm bấm qua bấm lại bấm S xong cái nó nhảy được hướng nào thì nó nhảy, còn không thì thôi. Nhưng mà nhảy những pha như thế này rất là mạo hiểm. Tưởng không có cái gì chứ. Được hai con mắt rồi nè, mình nghĩ là chắc con mắt còn lại nó cũng chắc cũng nằm đâu đây thôi, vấn đề là có tìm ra hay không thôi. Nhưng mà cái khúc hồi nãy là hết đường đi thì lên trên đây cũng lên không được. Và ngay chỗ đó thì cũng hết đường đi rồi. Mình nghĩ là nên... Đợi đây mình check lại cái đã. Đúng rồi, ngay chỗ này hết đường đi rồi. Thiệt tình là không còn đường đi nữa hay sao? Khoan nhỉ? Mọi hướng là mình tưởng là chắc đi hướng này thì nó cũng chỉ còn một đi mỗi hướng đó thôi. Đêm mình chắc mình để quên, mình quay lại cái khúc hồi nãy để xem còn đường nào khác không. Đây hình như là vậy, đây hình như đường mới đây. Đúng rồi, chính xác luôn. Ôi. Ôi cái pha này mới ảo nè. Rồi. Cầm kiếm chặt thẳng cái đường. Đi là boss. Nhìn cứ như khỉ đu dây ấy. Xuống nè. Ôi quầy. Ôi. Mẹ. Lâu quên cái bung cánh. Quên không bung cánh ra cái nó rớt luôn. Các bạn thông cảm. Nhiều lúc mình vẫn còn pha cái vụ bay này. Nó chưa có ăn, chắc ăn cho lắm. Rồi cái nó cứ rớt. Phải ngẫu nhiên vậy. Mình quên cái bung cánh thì mình. Mỗi lần mình bung cánh thì mình tưởng là nó cũng không có xa cho lắm, cho nên cũng không có cần bung cánh này nọ, cho nên lâu nó lại rớt. Một khi nó đã rớt thì khá là thảm thương mình, cho nên các bạn thông cảm. Đây mình bỏ máu rồi đã. Ây da, đi nào bấm R1. Đu cho chắc nè. Đu là Spider-Man. Đó, bung cánh ra nữa chứ. Cái gì đây? There's message and laser on the blade. This was stated to be charged. Must first complete. Oh shit, nó bảo chắc mình ra đây chứ nhỉ. Đọc kinh thánh hay gì đó. Trial one to condemn it. Fooled by fear. Đù. Go!
Mình nghĩ là chắc nên lại cái khung đó. Nếu không nhầm. Để tăng cái đã. Lên cấp nè. Yes, level 2. Có L1 với nút vuông nó sẽ tạo ra một cái Cyclone of Chaos. Ok. Hiện tại thì vẫn không có gì nhiều hơn ngoài cái Bow of Apollo. Thì mình nghĩ là mình không dùng cái cung đó nhiều cho nên mình sẽ tăng kiếm. Đồ xuống tầng hầm nè. Đồ. By the gods of Olympus and order of Zeus, we are the three judges. Face your final judgment, mortal. King Aeacus has found you wanting. King Rhadamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Vãi ba ông thần, hầu như mọi cố gắng của mình đều bị mấy ông chặn lại thì phải. Đừng mở cái hộp này ra đã. Ok. Đồ, teleport luôn. Ngầu nhỉ. Cái gì đây? Sao tự nhiên chói chói sáng sáng rồi. Có gì, cái cảm giác gì nghe đây là lạ. Tôi không biết nó có giấu giếm gì không. Đọc sách cái này. À đây, 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 đây. Bay, bay thẳng qua đây nếu mà mình không nhầm. Cái cục này là gì đây? Sao nó chói dữ vậy đây? Nhìn rất là bắt mắt. Đù đù, hai thanh niên đợi sẵn. Hai thanh niên trẻ trâu. Má nhìn đúng trâu à. Ôi, ôi, what the fuck, coi kìa. Thấy không? Nó vừa lắc 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 bị lỗi gì đó. Ôi, nó quánh gì chơi vậy? Trừ thời gian tao quánh nó chơi. Thì quánh nó hất lên rồi. Khoai vậy? Khoai nè. Khoai với bố nè. Ôi, chết rồi kìa. Má nhìn cứ như Smackdown vậy. Kẹp cổ rồi nè. Nhìn khá là ngầu. Ôi, nó tát mình cái kìa. Ôi ôi. Ôi mẹ ơi. Quánh bố nè. Đồ, phải lâu lâu phải dùng nút tam giác á là tự kêu. Quánh bố nè, quánh bố, bố bắt đầu như con đẻ bây giờ. Con đẻ, má tao đẻ rồi mày được đó. Đâu rồi, vị trí nào nữa. Hết đường đi rồi, chắc mình đi, nghĩa là đi đường thẳng luôn. Sokawai. Đâu. Đi thẳng luôn. À, quá hay, quá đẹp. Rồi. Father? Calliope? Oh. You are not my daughter. No. But I know who you are. You know of me? They said you would come. Play with toys, Kratos. Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. You are gravely mistaken. Face me, coward! So eager, Kratos. Relax. Soon enough, we will have our time to play. Con bé đó hình như là con của mình thì phải. Tên là Calliope, Calliope gì đó. Calliope. Đó là bí đường người ta. Để đâu nữa nhỉ? À đây đây, có sợi dây, có sợi dây. Đó, anh tính cả rồi. Giờ mà có thằng nào đút cái đầu nó ra tao đạp chết luôn nha. Nó có cái sợi dây gì mà 3-4 thằng chèo cùng một lúc. Bố là chịu cho nổi. Đâu ta? Điều nào nè? Sao tới đây bí nữa rồi ta?
What the fuck? À đây, có đường xuống, Lâu lâu, khoái thiệt, thật sự là nhìn không ra, nhìn một hồi mới thấy ở đây có đường xuống. Chứ không là mù tịt đường luôn. Xuống có vẻ chậm vậy. Nhưng mà nó an toàn. An toàn là trên hết. Gì đây? Nói chung mấy cái nốt này cũng không biết là làm được gì không. Thường cho mấy game khác thì thường mình đọc mấy cái nốt đó mình sẽ có một cái bộ collection. Hoặc là sẽ có tăng điểm hay gì đó. Tuy nhiên thì các bạn như mình không tìm thấy cái điều đó trong đây. Mấy cái mốt đó nó kiểu giống như là lưu ý cho mình thôi. Cái gì đây? Rồi, ăn có màu đỏ nó không thôi mà tụi bay cũng phá cho bằng được nữa. Phá nè. Trời ơi, cho đánh rồi, đánh rồi. Tụi bay quánh cái quái gì mà kinh vậy? Ôi, có cái điện trong người đó kìa, quánh hoài không chết nhỉ? Ôi nhây nè, ôi mất máu, mỗi lần nó nổ một cái mất máu luôn á. Ôi, nữa nè. Cái đéo nè, đây nữa nè. Đồ cái gì đây? Nóc nhà hả? Rồi, và chào mừng các bạn đến với chương trình giải đố. Game này hầu như nó giải đố mọi lúc mọi nơi và những đứa khoai khoai như mình thì có lẽ sẽ rất là tốn thời gian để hoàn thành cái tựa game này. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ chơi tới cùng. Không hẳn là mình nghĩ nữa nhưng mà mình sẽ chơi tới cùng hết tựa game này nhanh nhất nếu như mình có thể. Những cái trường đại như thế này thì mình lo lâu với suy nghĩ đầu não như một cách quay một cách trực tiếp mà không biết đường đi nước bước trước. Thì đây là rất là khoai. Mình nghĩ là nên bắn vào cái này. Đây, cung của Apollo cuối cùng cũng có tác dụng. Đây, đúng luôn. Nó làm mình liên tưởng đến mấy tựa game như Tomb Raider hay gì đó. Cũng khá là sáng tạo những cái này. Tuy nhiên đòi hỏi là mình phải đỏ suy nghĩ một tí. Chơi một cách trực tiếp như thế này thì nó sẽ lâu hơn là nếu mà mình quay kiểu như là mình chơi trước rồi mình mới quay. Như một cái thời đại gian mình có chơi Assassin's Creed Unity thì thường những cái nhiệm vụ mình thường hay chơi trước cả nhiệm vụ luôn trước khi mình quay. Cho nên tới lúc mình quay thì nó lại khác hoàn toàn, là hầu như là mình biết được hết trơn. Như mình cũng đã có nói. Ngoài ra thì nếu như bạn nào muốn hỏi thì có lẽ năm nay mình sẽ vẫn quay tiếp Assassin's Creed mới là Assassin's Creed Syndicate và Black Ops 3 bản beta sắp tới vào khoảng ngày 19 tháng 8 trên PS4. Mình nghĩ là mình phải đẩy nó chứ là mình lên luôn. Đây, đúng rồi, chính xác. Và sau cái lịch của mình đang quay hiện tại đang ngay đây là ngày 11, 12 tháng 8. Thì khoảng cũng phải 7-8 ngày nữa là có beta Black Ops 3 ngày 19 tháng 8. Có lẽ lúc đó mình sẽ quay Black Ops 3 beta. Và có lẽ là độc quyền tại thời điểm đó. Và mình vẫn chưa có ý định gì hơn sau khi quay lại Black Ops 3. Tuy nhiên mình nghĩ là mình phải cố gắng hoàn thành xong cái tựa game này cái đã, rồi tính sau. Ok, lên tới đây được rồi nha. Nhưng mà Vĩnh Phúc 2002 2002 vậy, 2002 chơi PS4 mẹ oải vậy. Đang chơi game Receive Friend Request. Mình nghĩ là chắc đi đâu nhỉ? Hết được đi rồi, nhưng mà mình có linh cảm là mình cần phải để cục này nó đi đâu đó. Tại vì mình nghĩ là không thể là có một cái vật thể này ngay đây mà không có lý do gì cả. Mình nghĩ là phải có cái lý do gì đó nó mới để như đây mà mình có thể kéo nó ra được. Để mình check lại ngay khúc này thì không có gì để lên rồi đó. Ngay khúc này cũng không thể xuống được. Đây thì càng không thể xuống. Có khi nào phải đẩy nó xuống đây không ta?
Để mình lên lại cái đó. Để lên lại cái. Mình nghĩ là mình nên đẩy cái này xuống đây. Chính xác là vậy. Đây, xuống được nè. Nhưng mà vấn đề là nó làm được cái gì hay không. Xuống tới đây thì nó mình vẫn không có gì thấy gì đặc biệt cho lắm. Để mình đánh hai cái con này kìa. Đánh bố nè. Ê, cái con này giống cái con điện hồi nãy nè. Phóng ra điện này. Phóng ra điện. Ôi chết rồi nè. Phóng ra điện nè. Ôi ôi. Méo mất máu. Mình nghĩ là mình chắc mình đẩy cái này xuống đi luôn. Xem nó chuyện gì xảy ra nhỉ. Ngay đây luôn nè. Được. Nó thay đổi góc nhìn rồi nè. Chắc là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Oh shit. Của mình vẫn chưa chết. Ôi, lên nóc nhà là lên nóc nhà luôn á. Bay cái nhẹ nào. Đồ, quá ngon. Đâu. Thôi đó. Nó bẹp xuống dưới đây là má, bẹp dí luôn á. Má, không còn được về, xuống này cũng không về. Với cái nồi luôn. Bay lên đây nè. Thôi có cái cửa nè, để mình vô cái cửa này kìa. Trời. Đây có gì thú vị nè. What the fuck man? Mr. Hand. Cái đéo gì đây vậy? Toàn tay với tay không mà nhìn gớm vãi đái ra luôn á. Ôi má ơi. Mình lấy cái này cái nè. Cái này không phải quái mà cũng không phải là cái gì hết. Nhìn cứ sao sao. Ở lóc điểm đỏ nào. Trời. Có điểm rồi nhé. Chính ra cái bố ra. Mình nghĩ chắc mấy cái này nó cũng không có động chạy gì đó mình đâu nhỉ. Quánh cho vui thôi. Ôi cái đó quánh kìa. Các bạn như không hề hứng cho lắm nữa. Mình càng quánh thì lát hồi nó càng mọc ra thôi. Nó cũng không, mình không nghĩ là nó hết. Thôi dẹp đi, mình nghĩ là vậy. Dẹp cái tưởng này đi. Má khoai quá, quánh hoài không hết. Mình trong đây hết đường đi rồi. Nhưng mà đây là cái cửa duy nhất mà mình tìm thấy. Cột tích. Nó móc mình đấy. Có lên nữa không ta? Mình nghĩ là lên nữa. Quanh đây cũng không có đường lên anh ta. Chỗ này cái chỗ hồi nãy nè. Ok nha. Lạ vừa.